Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái chai Coca như thế này. Rồi bây giờ mình kết vô new bọc. Ok. Rồi bây giờ để mình có thông số để mình vẽ, các bạn có thể tham khảo ở trong web dạy sử lý vật hướng dẫn vẽ chai Coca. Rồi ở đây mình sẽ chọn góc mặt và mình sẽ lấy cái thông tin cái thước này để mình sẽ vẽ. Mình thu nhỏ lại. Thu nhỏ luôn sẽ được vuông lại. Để mình sẽ dựa vô cái thước để mình sẽ vẽ biên dạng của kết. Rồi. Trước tiên thì mình sẽ chọn mặt phone. Next sketch. Rồi mình sẽ vẽ biên dạng hình chữ nhật 212.5 nhân cho 30.5 hình như hình. Rồi vẽ biên dạng hình chữ nhật. Rồi kết ngay chiều góc tọa độ này. Rồi kéo lên. Rồi cứ đè lên thôi. Rồi mình gắn cái thứ sau. Chọn Smart Dimension. Chọn cái cạnh này. Kéo ra 212.5. Ok. Rồi cái thứ này mình kéo ra là 30.5. Rồi, bây giờ mình dựng cái biên dạng chữ nhật này là để tham khảo thôi. Thì bây giờ mình chuyển qua đường tham khảo là chuyển như thế nào. Rồi, bây giờ mình bấm Access để thoát cái thước. Rồi, mình sẽ quét hình chữ nhật. Rồi, mình cho về cái đường tham khảo. Đây, hoặc là có thể là các bạn sẽ chọn ở đây cũng được. For contraction. Ok. Cái này bị thiếu bị hụt một xíu đi. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái biên dạng kích thước của cái chai như thế này. Rồi mình để cho bạn dễ hình dung trước. Rồi mình vẽ biên dạng như thế này. Ở đây cái khúc này là cái biên dạng chính là cái biên dạng này. Khúc này là chính là biên dạng xuống dưới chỗ này. Rồi, trên đây. Rồi, khúc này. Khúc này mình là cái biên dạng tới đây. Khúc mình là biên dạng tới đây. Rồi, còn cái dạng dưới này. Dưới này. Dưới này là cái biên dạng ở phía góc này. Tại để cái thước nó dài quá mình không thấy được. Cho nên mình phải chỉ nhỏ ra các bạn dễ hình dung. Ok. Rồi. Đây mình vẽ từ đây, mình sẽ vẽ xuống. Rồi cái thước mình sẽ vẽ là vẫn có thể dùng cái hàng này lớn lên để mình dễ vẽ. Rồi dùng lại line. Rồi mình sẽ kéo cái thước cái chữ đây. Kéo ngon qua đây. Kéo đẻ đây không được. Rồi mình sẽ kéo xuống một đoạn. Rồi kéo qua một đoạn. Qua một đoạn. Rồi kéo xuống một đoạn. Rồi, các bạn có thể gắn cái kích thước cho cái này trước cũng được. Rồi, cái này là 12.5. Cái đoạn này là qua là 14. Cái thước này là 0.5. Mình sẽ bấm lộn rồi, số 0.5. Rồi cái thứ này là 6. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái cung này. Vẽ là chọn cái cung. Cái này đường tiếp tiến thì mình sẽ chọn cái cung tăng này cho nó tiếp tiến cho nó dễ. Rồi kéo qua như này. Rồi tiếp mình sẽ kéo xuống như này. Rồi mình kéo tiếp một cái đoạn như này. Rồi, ok. Rồi còn nếu khó chọn thì các bạn có thể là vẽ từng lệnh arc riêng. Vẽ xong mình chọn tiếp lệnh arc này để vẽ tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ gắn cái thước cho này là 40. Rồi. Cái thước 40 này nó sẽ là
nó sẽ tiếp tiến với cái thằng vị trí này, cho nên mình phải chỉnh lại xíu này. Đó, thằng này 40 nó sẽ nằm về ngay cái điểm này. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái thước này là 200. Đây, cái thước này là 40. Đó, cái thước công này 40. À, thứ mình đã bị nhảy cho mình không project lại để mình điều chỉnh lại cho nó dễ nhanh, nó dễ. Rồi. Rồi cái này là nó hiểu cái rồi công ok. Rồi mình sẽ gắn cái thước cho này. Cái này là 57.5. Ok, nó khóa về đây này. Rồi này 40. À, 40. Ta cái điểm mình, cái này nó bị sai. Cái này là đối tượng là 40. Cái điểm nó không có nằm trên này. Nó không có bắt điểm trên này. Đây. Ok, đều. Rồi, cái như trên rồi chịu. Rồi, bây giờ đến thằng này. Bây giờ mình cho cái công này tiếp xúc tiếp tiến với cái cạnh này. Ok, vậy là bây giờ nó khóa là đủ cái thước mình rồi. Bây giờ cái thước mình đang như này là đủ ràng buộc. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ vẽ tiếp cái biên dẫn phía trong này. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng cái vị trí này, mình sẽ vẽ tiếp cái đoạn khúc nhỏ này, bắt điểm này. Rồi cái xuống. Ok. Rồi bấm Access, con phím này thoát lại. Rồi gắn cái thước cho này là 1.1. 1.1, Enter. Rồi cái đoạn này là 40. Enter. Rồi, nó bị nhảy cái này nè. Cái thì mình kéo thẳng ngược xuống lại thôi. Chứ không gì. Ok. Rồi. Khoảng cách từ góc đến cái điểm này là 25. Đó, thì mình gắn thước là từ góc này, cái này, đến đây, đây là, đoạn này là 25. Ok. Rồi, tiếp bây giờ mình sẽ vẽ biên dọn dưới này. Rồi, cái đây mình vẽ cái công tiếp tiến với cái công là R45. Vẽ chọn cái lại này, tăng này, dùng này lên. Rồi, để vô như này, nhắm nhắm gần đúng không, cách thang. Rồi, tiếp mình vẽ tiếp cái công cho này. Rồi tiếp vào cái công ở chỗ này. Nào. Rồi công này 25. Rồi cái này là 45. Cái này là 45. Cái này là R6. Rồi cái này R là 25. Rồi ok. Khoảng cách này là 7.5. Cách này là 7.5. Enter. Rồi, bây giờ mình sẽ cho công này tiếp tiến với cái cạnh này. Qua nhấn Ctrl, chọn cái công, chọn cái cạnh này. Rồi mối quan hệ chọn đây, toàn. Ok. Rồi, khi mình đủ ràng buộc thì nó sẽ đang như này. Ok. Vậy là mình sẽ vẽ xong được cái biên dọn như này. Biên dọn thêm một đường này nè. Ok. Là biên dọn kính. Rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái đường line. Mình sẽ tạo là cái khấu đạt. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ dùng cái lệnh revolve. Cái tâm ở đây mình sẽ quay quanh cái góc này. Ok, điểm cạnh đó, ok. Quay góc 360 độ. À, nó sẽ ra được cái biên dọn của hình chữ nhật như này. Cái biên dọn của cái chai như này. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ... Cái này cà phê lấy là 0.24. Bóng cạnh chỗ này. Phải lấy cho nó... bao cạnh cho nó đẹp. 0.24. Rồi. Chọn cái này.
là tiếp bằng chọn tiếp cạnh phía này và cạnh này. Ok. Rồi. Bây giờ mình cũng tiếp tục chọn mặt phone plan. New sketch control 8. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái biên dạng như này. Biên dạng cây như này. Rồi mình sẽ vẽ cái dòng này line đi. Rồi. Dưới đáy này mình sẽ vẽ như thế này. Rồi. Chọn cạnh này, nối qua cạnh này. Kéo xuống. Rồi. Vẽ chọn cái cùng. Rồi back qua trên trên này. Rồi. Xuống đây. Rồi tiếp vẽ cái này line. Rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái thước. Thước này là 25. Đây, mình cho mối quan hệ là dùm nào, kích cho đây, chọn application, kích cho cạnh này, kích cạnh này, cho nó bằng nhau. Ok. Gắn cái R của nó. Smart dimension, chọn cái cung này, gắn R nó là 46. Rồi, khoảng cách này lên là 65, dưới góc này. Lên đây, 65. Ok. Xem mình làm. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cắt extrude xuất qua luôn. Rồi mình sẽ chọn extrude cut. Cắt tone on. Hai bên luôn. Ok. Rồi ok. Rồi mình dần cắt như này. Tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái mặt phẳng, mặt phẳng plane 1 ở nằm giữa của hai mặt phẳng nào. Tạo plane 1 nằm giữa của hai mặt phẳng con phone và ray. Này, tạo giữa hai mặt phẳng phone và ray. Ok. Rồi, bây giờ mình tạo mặt phẳng ở giữa nó như thế nào bây giờ? Rồi, mình sẽ chọn cái mặt tạo mặt phẳng tham khảo đây, plane. Rồi, mình chọn mặt phẳng phone và ray như này. Thì tự động nó sẽ tạo có một mặt phẳng mid plane này, nằm ở giữa. Ok. Ở đây, plane 1 ở đây. Rồi, từ cái plane 1 này, mình sẽ vẽ một cái biên dạng sketch như hình. Các cái đó. Rồi, chọn plane 1. New sketch. Control 8. Rồi, mình cũng vẽ biên dạng giống hồi nãy. Rồi, từ dưới này. Rồi, lên đây. Rồi, ok. Rồi, vẽ cái cung này qua đây. Cung qua vào điểm. Nhớ là không bắt điểm giữa nữa. Tránh ra, ok. Rồi, gắn cái thước cho đây. Rồi, bây giờ mình gắn cái thước đây là 20. Cạnh này với cạnh này bằng nhau. Mình có thể nhấn Ctrl, chọn hai cạnh này. Nó xuất hiện ra mối quan hệ chọn bằng. Ok. Rồi, gắn R nó là 46 luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cũng vậy cắt tone on luôn. Cắt hai hướng tone on. Rồi, mình sẽ được cái biên dạng như này. Ok. Rồi. Từ cái mặt phẳng ở trên này. Cái này mình có thể hai cái mặt này cho nó gọn. Hai đây. Rồi bây giờ từ mặt phẳng trên này. Chọn New Sketch. Mình vẽ một cái đường tròn. Đường kính là 59 như này. Đường tròn. Đường kính 59. Ok. Rồi. Bây giờ mình có cái đường tròn như này. Bây giờ mình sẽ chiếu cái đường tròn này xuống cái mặt dưới này. Dưới mặt này. Bây giờ chiếu như thế nào. Ok. Rồi mình chọn cái sketch. Cái là cái đường tròn 59 này. Mình dùng cái, trong cái touch feature này. Chọn cái cover này đây. Chọn cái nào.
project cover chia xuống. Bên đây mình chọn cái slip line, slip line phải đúng rồi, chọn slip line. Đây, nó project nó chia xuống cái mặt phẳng này. Ok. Rồi. Tương tự mình cũng tạo một cái mặt phẳng 60 ở trên này, tạo new sketch, tạo mặt phẳng 60, tạo cái đường tròn 60. Tròn đường kính 60 á. Rồi, bây giờ mình cũng chiếu xuống slip line. Bây giờ mình chiếu xuống cái frame này, chiếu xuống cái mặt phẳng dưới này. Ok. Rồi. Rồi, tiếp theo ta chọn mặt phẳng phone new sketch control 8. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái cung R là 76. Rồi chọn cái lại đây. Cung vẽ của 3 điểm. Rồi mình vẽ gần đây thang được rồi. Rồi để là R gắn cái thước R là 76. Ok, mình kéo lại để mình gắn cho nó khỏi chạy hình mình. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn Ctrl, chọn cái điểm đầu này và cái đường này trong peer. Rồi tiếp theo mình có nhấn Ctrl, chọn cái điểm này và chọn cái đường này, chọn peer. Ok. Ok sketch. Tiếp tục cũng chọn mặt phone đi sketch Ctrl 8. Bây giờ mình cũng vẽ bên kia với cái R là 76. Rồi. Kích dưới đây, rồi. Dưới đây. Rồi và đã ra. Rồi gắn R là 76. Ra mình chỉnh lại cho nó. Okay, kéo lại cho nó gần vị trí mình rộng bục. Ra. Các bạn có thể là dùng mẫu quan hệ dưới đây. Operation. Chọn điểm này. Và chọn cái đường này. Peer là. Ok. Rồi. Tiếp. Chọn cái điểm này. Chọn cái đường này. Chọn cái điểm này. Chọn cái đường này và peer. Ok. Rồi, vậy là mình có hai cái sketch với hai biên dòng với R, cung R là 76. Bây giờ tiếp mình chọn mặt right. Mình vẽ cung là 110. Chọn mặt right. New sketch. Ctrl 8. Bây giờ mình vẽ cái cung R là R 110. Và để ở đây. Gắn R là 110. Ok. Rồi bây giờ dùng mối quan hệ mình là một. Chọn cái điểm này. Và chọn cái cạnh này. Peer. Ok. Tiếp tục. Chọn cái điểm này. Và cái cạnh này. Peer là ok. Rồi. Ok sketch. Rồi bây giờ cũng tương tự chọn tiếp mặt trai, new sketch, vẽ bên dòng cái cung R 110 phía bên kia, bên này. Một không. Rồi bây giờ mình nhấn đây, kích cho đây. Này, kia. Ok. Sai, chọn điểm này. Này. Phải nhấn control được. Ok. Đó, phía. Ok. Đó. Đóng cái slip cái sketch lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh load để mình nói là load. Rồi mình chọn hai biên dạng là biên dạng cái đường này và biên dạng đường này.
Rồi, đây đường phụ trợ. Chọn bóng đường phụ trợ. Ok. Rồi, mình có được cái video này này. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái đế ở dưới. Này, cái đế dưới bằng cách nào? Bây giờ mình sẽ chọn mặt trai và mình sẽ vẽ bây giờ như này. À, 119, ok, mình lên trai. Rồi, Ctrl 7 để đưa giờ dọn ISO. Rồi, chọn trai, New Sketch, Ctrl 8. Rồi, bây giờ mình vẽ một cái đường center line đây. Bắt ngay vị trí này. Rồi, góc từ cạnh này đến cái cạnh này là 122.25 độ, ok. Rồi cái này là khoảng cách này là sẽ là 19.5, ok. Rồi bây giờ mình tạo mặt phẳng, ok, đâm sketch. Bây giờ mình sẽ tạo mặt phẳng vuông góc với cái đường này, tra cái điểm này, ok. Rồi chọn mặt phẳng này, new sketch, Ctrl 8, nó không coi nó có đúng thứ nào, coi nó không đúng, nhấn thêm Ctrl 8 một lần nữa. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái dùng cái lại center line. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ biên dạng. Biên dạng của mình là cái tâm điểm đây. Rồi. Gần gần vị trí này. Rồi mình vẽ công kéo qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ tiếp hai cái đường dài như này. Rồi. Rồi, bây giờ mình gắn cái này, R này là 3. À, khoảng cách từ đây đến đây là 2.8. Rồi, cái chiều cao này mình cho khoảng là 10. Rồi, góc đây là cái này chưa có tiếp tiến, dùng mối quan hệ trong một cạnh này với cạnh này tiếp xúc, ok. Rồi mình gắn cái thước này là 45, ok. Rồi bây giờ mình phải gắn theo cái cạnh này một nửa của nó nè, cái 45 chị ha, hôm nay ok, thước mình là đầy đủ cái thước. Rồi Bây giờ mình sẽ vẽ theo cái biên dạng trong mặt ray. Tiếp mình vẽ thêm một cái đường dẫn nữa. Rồi. Thêm đường dẫn với cái R là 36. Vẽ cái cung như này. Chọn 3 điểm đi. Rồi. Canh gần lên đây. Rồi. Gắn qua đây. Rồi vẽ cái cung. Rồi. Gắn cái thước là 36. Rồi. Ok. Chưa, bây giờ mình sẽ gắn thêm cái dòng mối quan hệ. Mình trong một cái điểm này nằm trên cái đường này, PA với nhau, ok. Rồi. À, bây giờ mình sẽ gắn cái điểm này. Điểm này với cái điểm góc này cùng thẳng hơn. À, và mình để các cái chỗ này là chiều sao xuống là 7.5, thì cái này mình sẽ cho các khó khăn 7.2 thôi, thì 7.5 nó sẽ bị đụng, nó không máy được, còn là 7.2 các bạn có thể là tùy bằng chỉnh sao cho nó phù hợp. À, ok. Rồi mình có một cái biên dạng, một cái đường dẫn rồi. Cái này không còn thiết thì hai đi cho nó gọn. Rồi mình có một cái biên dạng, một cái đường dẫn. Bây giờ mình dùng cái lệnh cắt, swap. Rồi, chọn biên dạng đây, chọn đường dẫn đây. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bo R là 5. Thì lấy R là 5, ok. Rồi, chọn cạnh này. Đây, tự động bo tròn hay qua này, ok. Rồi bây giờ mình sẽ... À, mình sẽ bo trong lệnh cái circle bột tinh với số lượng là 5 cái. Rồi, dùng lệnh circle bột tinh. À, cơ
cái hướng quay nó cho quay quanh cái trục tròn này. Ok. Rồi số lượng 300 số lượng 5 cái. Rồi bây giờ mình chọn feature là swap và feature fillet. Rồi ok. Rồi ok. Ok, không động. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cái vẽ tranh đầu của cái chai. Rồi bây giờ mặt phẳng phone và mình sẽ vẽ biên giới, chọn mặt phẳng phone và vẽ biên giới như này. Rồi mình chọn mặt phẳng phone, đi sketch control 8. Rồi mình vẽ biên giới như đây này. Rồi, vẽ một cái đường line như này. Tới đây. Rồi đây. Lên đây. Sẽ lên đây. Sẽ động luôn đây cũng được. Lên đây. Đã kéo ra xíu. Đây. Đây. Rồi ra xíu. Rồi vẽ cái cung. Cung 3 điểm. Ok. Rồi. Cái thước này bây giờ mình gắn nó là 7.75. Rồi. Cái khoảng cách này là 0.5. Đây. R là 1.7. Rồi, cái này là 1. Rồi, khoảng cách này là 2.25. Rồi. Góc độ đây là 10. Rồi, mình sẽ dùng mối quan hệ mình sẽ cho nhắn dùng mối quan hệ mình cho cái này với công này tiếp tiến. Ok. Rồi. Bây giờ mình fillet với cái công này với R là 1. Fillet 1. Ok. Rồi. Fillet tiếp theo cái này với R là 0.5. Ok. Fillet 0.5. Rồi. Cái khoảng cách này là 2 ly. 2 ly là battery đi điểm này. Cho là 2 ly. Khi đã rồng rồng một đầy đủ thì nó sẽ đang cái thứ mình. Rồi bây giờ mình sẽ đang hết. Ok là đủ rồng một. Rồi bây giờ mình vẽ cái tâm quay dùng cái center mask, center line vẽ cái tâm như này. Rồi bây giờ dùng cái lệnh revolve boss. Rồi ok quay gấp 360 độ. Rồi bây giờ đến lượt mình sẽ cái này mình sẽ tạo cái bề dày trước. Trước cái này mình sẽ nhấn cái này lên trước lại. Lên bây giờ mình dùng cái lệnh save trước, save bề dày là 0.7. Save view trong thải trước. Ok, chọn vào khoảng này để các bước qua. Rồi ok. Rồi mình kéo ngược cái lệnh travel là sao này. Rồi ok. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ tạo cái rang. Thì bây giờ mình sẽ offset xuống một đoạn tạo mặt phẳng, thấp xuống một đoạn là 1.5. Rồi thấp hơn sau mặt này một đoạn là 1.5, clip xuống dưới như này. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chọn mặt phẳng nesket. Rồi mình sẽ cover cái biên dọn lại, biên dọn của cái miệng chai cover. Rồi ok. Cái này plan 6 nó không cần cái này 2 luôn. Rồi bây giờ mình chọn cái vòng tròn nãy mình vừa tạo, chọn lệnh helix. Rồi bây giờ mình khai báo là bước vào số vòng, bước là 3. Số vòng là 2.5, góc này 2.7. Ok. Rồi thêm một tí như này rồi ok. Xuống đúng rồi.
Rồi, bây giờ mình sẽ tạo mặt phẳng vuông góc với cái đường helix. Vuông góc với đường helix. Tạo cái điểm này. Ok. Từ mặt phẳng lên bản này, phải bây giờ. Ctrl 8, mình vẽ cái biên dẫn của cái ram. Rồi, vẽ mid plane. Có thể vẽ đạn ngoài này cũng được. Rồi. Tăng căng, ok. Đâu còn gắn thứ cho nó, cái này là bao nhiêu? Cái này là 115. Cái này là 105. Là ok. Đây, các bạn gắn hàng này bằng nhau. Đây, gấp này là 30 độ. Gấp này 30 độ. Rồi. Bây giờ mình sẽ rồng bục cái điểm tâm này nằm trong cái nằm trang cái điểm góc này hoặc dòng trang đường helix phía này rồi chấm pier. Ok. Rồi bây giờ ok sketch. Rồi cái này mình không lên bảng không cần cái hai đây. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh swipe post chọn đây là biên dẫn. Rồi, chọn đây cái đường dẫn là đường helix này. Ok. Rồi, nếu mình để cái này mình hai luôn đi cho nó gọn. Rồi, nếu mình để ra này thì nó không đẹp. Bây giờ mình sẽ vót đi. Bây giờ vót bằng cái chiều cao là 115. Ok, để thử có được không? Ok, à, được. Rồi, cái bên này cũng vậy. Mình cũng vót đi. Vót cái thứ ấy vậy. Chọn cái này. Ok. À, vậy là mình sẽ vẽ xong cái chai của cả. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái nhẫn cho nó. Cái nhẫn các bạn có thể là vô phần gốc cô bạn search cái nhẫn của Coca-Cola. Bây giờ như nhẫn của Coca-Cola. Coca-Cola. À, bạn muốn cái nhẫn nào mà bạn sẽ xe về là bạn sẽ dán vô. Ví dụ đây mình có một cái nhẫn, mình lấy cái nhẫn này đi. Rồi mình sẽ gắn vô. Rồi bây giờ cách gắn như thế nào? Rồi bạn chuyển qua cái Display Manager này. Bạn cái chuột phải vô. Click on. Rồi cho cái chỉ cái đường dẫn của cái hình chọn Brown. Rồi chọn cái đến cái vị trí cái trước cái nhọn cái chỗ này. Rồi ok bạn chọn cái mặt cho nó luôn. Ok. Thì bây giờ cái này mình sẽ kéo lên cái xuống thủ công nhưng mà bây giờ mình không muốn cho nó tự động nó điền đầy luôn các mặt mình canh cho nó. Mình chọn cái nào. Chọn cái fit bị rộng và fit chiều cao. Ok. Nó fit vừa này. Rồi ok. Rồi bây giờ xong mình sẽ gắn cái vật liệu. Chuyển qua đây. Dùng cái material mình gắn vật liệu ví dụ như là thủy tinh. Để chọn edit metal. Mình chọn cái non metal này. Chọn cái glass thì tên apply. Ok. À vậy là cái chai Coca bằng thì tên như này. Ok. À ok. À bây giờ mình save lại. Save as. À các bạn có thể là save đăng tên là cho Coca Cola. Ok save. À, cái bà hướng dẫn vẽ cho Coca-Cola đến đây là kết thúc. Các bạn cũng thấy hữu ích thì like và subscribe ủng hộ mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn.